Xin chào toàn thể của chú anh chị và các bạn đã quay lại kênh Sang Vlog nha. Thì cái nhà thì nói chung là video hôm nay thì nó cũng không có gì gọi là vui đâu. Đối với mình là một cái video rất là buồn. Một cái điều bất thường nó xảy ra với bé Suka nhà mình nha. Thì nếu mà cái video hôm nay á, mình trích xuất camera ra, mình nếu mà mình thấy nó bình thường á, thì mình cũng không đang làm gì đâu. Nhưng mà mình thấy một cái vụ việc hôm nay nó khá là lạ. Tại vì á, hôm nay bé Suka mình nó bị té cho bé ngồi trên cái xe tập đi kìa. Bé bị té ở chỗ cái cầu thang đi ra mộ cô gái đó. Thì bé Suka nhà mình thì nói chung thì mới được 6 tháng, hơn 6 tháng tuổi thôi. Nhưng mà khi mình kêu á, mình kêu bé, lúc mà bé đứng trên xe không, mình kêu bé thì bé mới ngoái là mới đi là mình. Còn cái đằng này á, cái trong thì cái đoạn video này á, thì mình khi mình xem lại á, mình nghi ngờ khi mình xem lại thì mình thấy rõ ràng trước khi mà bé té là cái lưng cái là lúc đó là cái xe nó quay mặt ra phía cửa nha, là cái mặt bé quay mặt lại với mình. Lúc đó thì mình đang cầm điện thoại, mình đang cắt cái video mà bên kênh Khám Phá Tâm Hợp á, để là đăng bên cái việc mà từ thiện đó nha. Thì mình mới lơ là chút xíu thôi, thì khi mình coi lại mình thấy bé giống như là có ai kêu á, có ngoài có mộ á, có ai kêu bé ngoái ngược đi nè, bé ngoái ngược phía sau và đi dây cái sau, thì tới phía cửa bé mới đứng lại rồi mới ngoái ngược lại nữa, cái mới đi dây ngược nữa, lúc đó mới té. Đó mình mới giật mình mới ẵm bé vào, thì mình khá là nghi ngờ, thì mình mới chiếc xích camera coi lại thì cái sự việc nó khá là rõ ràng, giống như là có một cái ai đó kêu hoặc là gọi bé đi ra đó đó, cái nhà biết thằng hiểu không. Thì bé nhà mình thì bị té từ trên đó xuống, thì bị giống như chỗ này cả nhà, chỗ này thì bị một lỗ chốc da lên một lỗ, còn từ trên đây xuống đây thì chảy hết trơn luôn, từ đây xuống đây chảy hết nha. Thì có thể là mình sẽ để một bức ảnh cho các bạn thấy nha. Thì ok, thì cái đoạn video như thế nào thì mời mọi người cùng xem nha.